Chào tất cả tình yêu nha, em chào mọi người nhá. Ai đang xem live của em chấm một chấm đi, em chào nhá tình yêu nhá. Ai đang xem live của em chấm một chấm đi ạ. Em chào Nguyễn Ngọc Anh nha. Chào tất cả tình yêu ạ. Các tình yêu ơi, vào livestream chia sẻ livestream giúp em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân nha. Để các tình yêu có được cơ hội được nhận quà tình yêu nhá. Em chào bạn Hiếu Hương ạ, chào mọi người nhá. Ai đang xem live của em chấm một chấm tương tác nào. Em chào Ngọc Linh ạ. Chào mọi người nha. Tình yêu ơi, các tình yêu ơi, chia sẻ livestream mạnh tay lên giúp em nào. Chia sẻ giúp em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân để các tình yêu có thể được tặng quà được không ạ? Vâng, ok Nguyễn Ngọc Ánh nha. Nguyễn Ngọc Ánh chia sẻ giúp mình nào. Mờ à, tình yêu. Ok Lê Lan Hà, mờ hơi mờ đúng không ạ? Các tình yêu có thấy mờ không, để bên em sẽ kiểm tra lại mạng nhá. Đợi em 1:30 tình yêu nhá. Các tình yêu ơi, đã đỡ mờ chưa? Chào Bảo Trâm nha. Chào Chi Nguyên, mọi người ơi, chia sẻ giúp em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân. Các tình yêu đã thấy cảm thấy nó nét hơn chưa ạ? Chị Ngô Ngà Ly ơi, có mờ lắm không ạ? Bộ này của em từ có 2 size SM nha, 43 cân mét 6 mặc size S em ạ. Em chào Bảo Trâm, chào mọi người. Mọi người ơi, các tình yêu ơi, các tình yêu của em chia sẻ livestream giúp em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân nhá. Chia sẻ giúp em đi ạ. Chào các tình yêu nha, các tình yêu ơi, đã đỡ mờ chưa ạ? Đã đỡ mờ chưa các tình yêu ơi? Chia sẻ like giúp em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân để các tình yêu có thể hợp lệ được nhận quà bên em được không ạ? Chia sẻ like giúp em nào. Ok thì bây giờ để đầu tiên cho sôi động, bên em sẽ tiến hành tặng vài chiếc nhá. Bên em sẽ tiến hành tặng vài chiếc phần quà nha. Ok các tình yêu ơi, chia sẻ giúp em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân. Sau đó trở lại bài livestream comment giúp em số điện thoại cộng tỉnh thành nơi mà các tình yêu đang sinh sống để bên em có thể tiến hành tặng quà ngay được không ạ? Ok, tặng ngay một vài chiếc phần quà các tình yêu nhá. Chia sẻ livestream giúp em nào, 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân. Sau đó trở lại bài livestream comment giúp em số điện thoại cộng tỉnh thành nơi mà các tình yêu đang sinh sống. Em chào Bùi Nhật Huy. Cái bộ vest của em này này, thật sự là cái bộ vest của em rất là rẻ thôi. Chỉ cần các tình yêu chia sẻ giúp em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân thì ngày hôm nay em sẽ xả bộ vest của em đang mặc với giá là 249.000 một bộ. 249.000 một bộ nha các tình yêu nha. Ok được không ạ? Chia sẻ livestream giúp em 5 trang hội nhóm nào. Ok, cảm ơn Bùi Nhật Huy nha. Em nhìn thấy Đoàn Phương Anh ạ. Mọi người ơi, chia sẻ giúp em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân, sau đó trở lại bài livestream comment giúp em số điện thoại cộng tỉnh thành nơi mà các tình yêu đang sinh sống. Còn ai lấy xếp vest em đang mặc thì không được giúp em nào. Xếp vest quần dài cộng màu của số điện thoại để bên em lên đơn hàng nha. Em chào mọi người ạ. Mọi người ơi, chia sẻ livestream giúp em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân, sau đó trở lại bài livestream comment giúp em số điện thoại cộng tỉnh thành nơi mà các tình yêu đang sinh sống nào. Em chào Kiều Trinh ở Hải Dương ạ. Em chào Kim Thoa Trần ở Hà Nội nha. Xếp vest em đang mặc có 2 size S và size M, 60 cân, 65 cân mặc size M đổ lại mặc size M giúp em, và 52 cân đổ lại mặc size S giúp em ạ. Đều có thể mặc vừa nhá. Chất có co giãn tình yêu nhá, có co giãn và chất bao đẹp cho tình yêu luôn. Lên form chuẩn chuẩn form chuẩn dáng luôn, siêu đẹp. Em chào Lê Lan Hà nhá. Chào Hồng Nhung ở Thái Nguyên này, chào Hảo ở Vĩnh Phúc ạ. Em chào mọi người. Mọi người ơi, vào like thì chia sẻ like giúp em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân, sau đó trở lại bài livestream comment giúp em số điện thoại cộng tỉnh thành nơi mà các tình yêu đang sinh sống nhá. Em chào Trần Thùy Thùy ở Huế nhá. Em chào Tự Thương Lấy Mình ở Vĩnh Long ạ. Ok anh ơi, chia sẻ giúp em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân, sau đó trở lại bài livestream comment giúp em số điện thoại cộng tỉnh thành nào, để bên em có thể tiến hành tặng quà không ạ? 230 người đang xem trực tiếp, em sẽ tiến hành tặng ngay phần quà đầu tiên. Em chào Giang Hương ở Quốc Oai nha. Chào mọi người. Các tình yêu ơi, vào livestream mình chia sẻ giúp em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân để các tình yêu có thể hợp lệ được tặng quà nhá. Bộ vest của em có tất cả là 4 màu: màu trắng, màu đỏ, màu nâu và màu đen ạ. Trắng, đỏ, nâu, đen, xả 250.000 một set. Ok, chắc cho chị Yếu Hương luôn một set này. Em chào Bùi Nhật Huy ở Hà Nội nhá. Chào mọi người. Mọi người vào livestream thì chia sẻ livestream giúp em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân để hợp lệ được tặng quà nhá. Chia sẻ like giúp em nào, chia sẻ livestream đi ạ. Ok, để tăng thêm phần sôi động thì 200 view đầu tiên em sẽ tặng ngay độc quần quà đầu tiên này. Comment giúp em số điện thoại cộng tỉnh thành để bên em có thể tặng quà đúng không ạ? Chia sẻ livestream giúp em 5 trang hội nhóm này một lần trang cá nhân, sau đó trở lại bài livestream comment giúp em số điện thoại cộng tỉnh thành. Ok, 200 người xem rồi. Em tặng luôn này. Đoàn Phương Anh ở Cao Bằng tặng luôn này. Tặng luôn chị Đoàn Phương Anh ở Cao Bằng. Tặng chị Đoàn Phương Anh nha. Ở Cao Bằng. Tiếp tục chia sẻ livestream giúp em nào, 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân nào, để bên em có thể tiến hành tặng quà nha.
Theo dõi Lý Nguyễn Trâm Anh ở chế độ xem trước giúp em ạ. Ok, tặng luôn một phần quà rồi. Tiếp tục chia sẻ livestream cho em nào. 5 trang hội nhóm nào. 65 cân mặc size L, size M là vừa ạ. 65 cân mặc M là vừa nhá. Tất cả các đơn hàng nhà em sẽ lên giao từ đồng đấy ạ. Chia sẻ giúp em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân để các anh em có thể mua xem phép sale từ 1.2 triệu, còn với giá là 250.000 ạ. Sale từ 1.2 triệu xuống còn 250.000. Chắc tình yêu là chia sẻ livestream cho em nha. Và cái bộ vest của em ngày hôm nay có số lượng có hạn thôi ạ. Chỉ có đúng 50 set trắng. 50 set trắng, 50 set đen, 50 set đỏ và 50 set nâu nha. Tiếp tục chia sẻ livestream cho em là 250 view đầu. Tiếp theo em sẽ tăng tiến hành tặng quà ngay ạ. Chia sẻ cho em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân để hợp lệ tặng quà nào. Em chào Ngọc Vy ở Thái Nguyên này. Chào Thơ, chào Thuận Nguyễn ở Nam Định nha. Mọi người ơi, chia sẻ livestream ra đinh là cái gì chị ơi? Chào mọi người, comment giúp em số điện thoại cộng tỉnh thành nơi mà các anh em đang sinh sống để bên em có thể tiến hành tặng quà nhá. Chào mọi người ạ, chào các tình yêu comment giúp em số điện thoại cộng tỉnh thành đi ạ. Em chào tập quen ở Tây Ninh nha. Cảm ơn Nguyễn Ngọc Bích đã vì trần này comment nhanh tay giúp mình nào. Nguyễn Ngọc Bích comment giúp em mình số điện thoại cộng tỉnh thành nào. Xếp vét là chất chuyên để may vét ạ, chất cao cấp, chuyên để may vét cực kỳ đứng dáng và cực kỳ sang chảnh. Em có thể em nhìn thấy mọi người đấy ạ. Mọi người chia sẻ cho em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân để hợp lệ được tặng quà đúng không ạ? Em muốn tặng thêm 1-2 chị nữa có được không ạ? Đẩy mức view lên cho em 250 người đang xem để em tiến hành tặng ngay một chị nữa được không ạ? Chia sẻ livestream cho em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân. Theo dõi đích Nguyễn Trâm Anh ở chế độ xem trước, sau đó trở lại livestream không một gen số điện thoại cộng tỉnh thành. Chào Su Chu ở Đắk Lắk nha. Bộ của em đang mặc đây từ 38 cho đến 65 cân đều có thể mặc vừa, có hai size S và size M. Size S thì size S thì tầm từ 40 cân cho đến 52 cân là có thể mặc vừa size S, và từ 52 cân đổ lên cho đến 65 cân thì có mặc vừa size M các tình yêu nhá. Chất có co giãn cho nên các tình yêu thoải mái đi ạ. Bao đẹp cho các tình yêu luôn, bao đẹp bao sang cho các tình yêu nhá. Đây ạ, quần rất là đứng dáng luôn. Quần cực kỳ đứng dáng các tình yêu nhá. Đó, các tình yêu bắt đầu chốt cho em là xếp vét quần dài cộng size cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng, hoặc là xếp vét quần dài cộng màu cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Xếp vét quần dài nhá các tình yêu nhá. Có tất cả là 4 màu. Có tất cả là 4 màu các tình yêu nhá. Màu nâu này, màu vàng, màu nâu, màu trắng, màu đen và màu đỏ. Các tình yêu bắt đầu chốt cho em nào, xếp vét quần dài cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng nhá. Chia sẻ livestream cho em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân để hợp lệ được tặng quà. Comment cho em là xếp vét quần dài màu trắng hoặc là màu đen hoặc màu đỏ hoặc màu nâu cộng chiều cao cân nặng cộng số điện thoại để bên em chốt đơn hàng và tư vấn xem các tình yêu mặc size gì vừa nhá. Và các tình yêu ơi, chia sẻ livestream cho em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân để các tình yêu có thể hợp lệ mua xếp vét của em sale từ 1.2 triệu, còn với giá là 250.000 một set, từ 1.2 triệu còn 250.000 nhá. Bao sang bao đẹp cho các tình yêu luôn. Bao sang bao đẹp nhá. Chia sẻ là trên em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân nào. Chia sẻ nhanh tay giúp em ạ. Và theo dõi Đức Nguyễn Trâm Anh ở chế độ xem trước giúp em nha. Nhanh tay đặt hàng giúp em, xếp phép quần dài cộng màu cộng size cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng với giá xả là từ 1.2 triệu còn 250.000 một set ạ. 250.000 một set, bao đẹp bao đứng dáng luôn. Các tình yêu có thể tách riêng mặc quần trắng này với một chiếc áo khác, và mặc riêng vest này với chân váy chẳng hạn, hay là mặc với cái gì cũng rất là đẹp. Và các tình yêu nhanh tay đặt hàng giúp em, xếp vest quần dài cộng màu số điện thoại để bên em lên đơn hàng với giá xả là 250.000, gồm 4 màu: màu trắng, màu đen, màu đỏ và màu nâu. Màu nào cũng sang và màu nào cũng đẹp. Lát thì em sẽ lên màu đen chị nhá, từ rồi em sẽ lên ạ. Màu đỏ bên trên là 150.000 nhá, chị tập quên nhá. Tí em sẽ lên màu nâu tình yêu ơi. Nhanh tay đặt hàng giúp em, xếp vét nào. Xếp vét quần dài cộng màu của số điện thoại cộng size để bên em lên đơn hàng, hoặc cộng chiều cao cân nặng nếu các tình yêu không biết mình mặc size gì các tình yêu nhá. Nhanh tay đặt hàng giúp em nào. Màu nâu tình yêu ơi, không phải màu vàng đâu ạ, màu nâu nhá. Nâu này, màu nâu. Màu đỏ này, màu nào cũng đẹp. Màu đỏ này, màu trắng và màu đen. Nâu, trắng, đỏ, đen, màu nào cũng đẹp ạ. Chia sẻ livestream và nhanh tay đặt hàng giúp em, xếp vét quần dài cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng với giá xả là 250.000 một set ạ. 250.000 một set, chỉ cần comment đúng cú pháp xếp vét quần dài cộng màu cộng size cộng số điện thoại là bên em sẽ lên đơn tự động, không cần phải các tình yêu, không cần phải em trả lời là ai đã có đơn hay ai đã có đơn. Và tất cả các đơn hàng nhà em là lên đơn tự động các tình yêu nha. Và các tình yêu phải áp dụng cho chỉ bán cho ai chia sẻ livestream, bởi vì nhà em độc quyền mẫu phép này ạ, không ở đâu bán giá này luôn. Và nhà em xả giá là 250.000 một set, em dám khẳng định là rẻ nhất luôn, rẻ nhất thị trường và rẻ nhất cả nước luôn các tình yêu nhá.
chia sẻ livestream cho em 5 trang hội nhóm, một lần trang cá nhân. Để các thính hiệu có thể mua set vest của em đang mặc với giá xả là 250.000 một set, gồm 2 size S và size M. Rồi chiều cao cân nặng từ 40 cân cho đến 65 cân đều có thể mặc vừa. Chất co giãn nha thì nhỉ. Chất này chất vest co giãn ạ. Rất là xinh luôn. Tình yêu là đặt hàng mà không có số điện thoại em không thể chốt được ạ. Tình yêu là đặt hàng thì comment cho em mã sản phẩm kèm số điện thoại kèm chiều cao cân nặng để bên em lên đơn hàng. Với giá xả từ 1.2 triệu còn 250.000 một set. Siêu đẹp luôn. Em chào mọi người nha, mọi người ơi, chia sẻ livestream cho em nào. Em chỉ bán cho tình yêu nào chia sẻ livestream cho em thôi. Mà đặt hàng ngay cho em với cú pháp nhanh nhẹn là mã sản phẩm kèm số điện thoại, kèm chiều cao cân nặng nha. Hoặc là mã sản phẩm kèm số điện thoại, kèm size cho em, kèm màu cho em nha, có 4 màu ạ. Màu trắng, màu đen, màu đỏ và màu nâu. Em sẽ lên thử màu nâu các tình yêu nha. Em sẽ lên thử màu nâu, trời ơi màu trắng quá là sang luôn. Màu nâu cũng rất là đẹp, màu nâu rất là lịch sự. Em sẽ lên thử màu nâu nha các tình yêu nha. Bao đẹp cho các tình yêu luôn. Túi đen đằng sau em là không bán mất rồi chị ơi. Nhanh tay đặt hàng giúp em màu kèm số điện thoại kèm size để bên em lên đơn hàng nha. Có vô tất cả là 4 màu ạ. Màu nâu, màu trắng, màu đen và màu đỏ. Em qua màu nâu có tình yêu nhá. Em qua màu nâu ạ. Em qua màu nâu có tình yêu nha. Màu cộng size của số điện thoại hoặc là màu cộng với cả chiều cao cân nặng cộng số điện thoại. Nếu các tình yêu không biết mình mặc size gì để bên em có thể tư vấn cho tình yêu nhá. Mặc trực tiếp luôn hai quần được không ạ? Màu cộng size của số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Em mặc đúc luôn hai quần. Siêu đẹp luôn. Mặc đúc luôn hai quần đấy ạ. Nào các tình yêu ơi, chia sẻ livestream cho em 5 trang hội nhóm, một lần trang cá nhân nào. Chỉ bán cho thế nào chia sẻ livestream nha. Trời ơi màu nâu sang quá này. Màu nâu sang quá luôn. Các tình yêu có thể mua kèm đai để có thể là mặc cùng nhá. Rất là đẹp luôn. Nhà em xả với giá là 250.000 một set tình yêu nhá. Xả từ 1.2 triệu còn 250.000. Chỉ bán cho các chế nào nhanh tay đặt hàng giúp em. Màu cộng size cộng số điện thoại. Hoặc là màu cộng chiều cao cân nặng cộng số điện thoại. Set vest quần dài cộng chiều cao cân nặng cộng số điện thoại ạ. À. Hai size S và size M từ 40 cân cho đến 65 cân đều có size mặc vừa. Bắt chỉ bán cho tình yêu nào chia sẻ livestream thôi ạ. Nhanh tay đặt hàng giúp em nhá. Màu trắng, màu trắng này, màu đen và màu đỏ, màu nâu 4 màu ạ. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sang các tình yêu nhá. Nhanh tay đặt hàng giúp em ạ. Nhanh tay đặt hàng giúp em nào. Set vest cục màu của số điện thoại nào. Siêu đẹp luôn các tình yêu ơi, nhanh tay đặt hàng nha. Số lượng có hạn, sale từ 1.2 triệu còn 250.000 một set này. Thoải mái cân nặng từ 40 cân cho đến 65 cân đều mặc vừa. Các tình yêu chỉ cần chia sẻ livestream cho em 5 trang hội nhóm, một lần trang cá nhân là các tình yêu có thể sở hữu một bộ vest từ 1.2 triệu còn 250.000 ạ. Và nhanh tay đặt hàng giúp em hai size S và size M. Siêu đẹp, siêu sang luôn ạ. Chất vải để xuyên thiết kế vest ạ. Cao cấp nhá, đứng dáng và đẹp ạ. Nhanh tay đặt hàng giúp em. Màu nâu, màu trắng, màu đen và màu đỏ. Màu nào cũng đẹp và màu nào cũng sang. Tất cả các đơn hàng nhà em lên đơn tự động. Chỉ bán cho tình yêu nào chia sẻ livestream. Tất cả các đơn hàng nhà em tự động lên đơn. Khi các tình yêu comment giúp em này, số điện thoại này, cộng màu này, cộng chiều cao cân nặng hoặc là cộng size, để bên em có thể chốt đơn hàng với giá xả là 250.000 một set. Chị ơi nhà em xả hàng, chị ơi em nói thật luôn nhá, 250.000 không bằng một chiếc vest này các tình yêu mua trên thị trường. Cho nên các tình yêu đừng bảo em là có phở đi ship hay không. Thật sự là nhà em không phở đi ship mọi trên mọi tình huống nhá. Không phở đi ship các tình yêu nhá. Các tình yêu mua 10 set em cũng không phở đi ship đâu ạ. 250.000 và em chỉ bán cho ai chia sẻ livestream. Chị mua 10 set mà chị không chia sẻ livestream em cũng không bán chị nhá. Cho nên chị đừng hỏi em là có phở đi ship khi mua từ 2 set trở lên này không ạ. Bởi vì 250.000 không mua nổi một chiếc áo vest này luôn các tình yêu nhá. Cho nên các tình yêu phải thông thái một chút ạ. Chia sẻ livestream cho em thì em mới bán được giá này nhá. Số lượng có hạn, mỗi set 50 set, mỗi màu 50 set thôi ạ. Mỗi màu 50 set. Cho chị nào nhanh tay đặt hàng giúp em ạ. Các tình yêu có thể cài thêm đai và rất là siêu sang và siêu xinh nhá.
đấy nhá, rất là tôn dáng luôn. Các tình yêu ạ, quần thì cực kỳ đứng dáng, các tình yêu có thể tách ra mặc riêng quần hoặc riêng áo cho em, siêu đẹp và siêu sang với giá sả là 250.000 một set, có tất cả là 4 màu, màu nâu, màu đen, màu đỏ và màu trắng. À, có đủ size ạ, có đủ size. Tất cả các đơn hàng nhà em lên đơn tự động, các tình yêu chỉ cần comment một lần duy nhất, màu cộng số điện thoại cộng chiều cao cân nặng, hoặc là màu cộng số điện thoại cộng size để bên em có thể chốt đơn hàng. Hai size S và M, 60 cân đều có thể mặc vừa, 65 cân gọn người chắc chắn một tí thì vẫn có thể mặc vừa vì chất là chất có co giãn các tình yêu nhá. 65 cân gọn người, cao ráo một chút là có thể mặc vừa tình yêu nhá. Chia sẻ livestream cho em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân, sau đó trở lại bài livestream comment cho em số điện thoại cộng tỉnh thành nơi mà các nhiều đang sinh sống, em tiến hành đặt chốt hàng ngay cho tình yêu ạ. Xếp vét quần dài cộng màu số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Em qua màu khác tình yêu nhá. Em qua màu khác nhá. Có 4 màu ạ, màu đen, màu trắng, màu đỏ và màu màu nâu ạ. Nâu đấy chị ơi, đây là màu nâu đấy ạ. Đây là màu nâu, đây chính xác là màu nâu mà chị. Hỏi em có màu nâu không mà trong khi em đang mặc màu nâu tình yêu ơi. Em qua màu đen tình yêu nhá. Em qua màu đen ạ. Em qua màu đen tình yêu nhá. Siêu đẹp luôn. Xả với giá là 250.000 một set ạ. Có 2 size S và size M. 2 size S và size M tình yêu nhá. Em lên màu đen các tình yêu nhá. Em lên màu đen nha. Xếp vét quần dài cộng màu của số điện thoại để bên em lên đơn hàng, có cả xếp vét chân váy nữa ạ. Lát thì bên em sẽ xả xếp vét chân váy tình yêu nha. 2 size SM. Em đang mặc size S chị Trang Lê ơi. Em mặc S nha tình yêu nha. Ok, xong em sẽ mặc trắng ạ. Đợi em một chút là chia sẻ livestream cho em nào. 5 trang hội nhóm, một lần trang cá nhân để các tình yêu có thể cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người nha, chia sẻ livestream cho em. Chất vải cao cấp chuyên để sản xuất vest tình yêu nhá. Chất vải cao cấp chuyên để sản xuất vest, bao đẹp cho các tình yêu luôn. Bao đẹp cho các tình yêu luôn nhá. Em thì em sẽ không, em sẽ cài tặng cái đai vào nhá. Siêu đẹp luôn. Chia sẻ cho em 5 trang hội nhóm để được mua xả với giá xả là 250.000 một set ạ. Tất cả các đơn hàng nhà em đều lên đơn tự động, cho nên mọi người không cần phải comment quá nhiều lần đâu. 60 cân có thể mặc vừa. 60 cân có size mặc vừa nha. Có 2 size cơ tình yêu ạ. 60 cân có size mặc vừa tình yêu nha. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên đơn tự động đấy ạ. Vải chuyên sản xuất may vét tình yêu ơi. Vải chuyên sản xuất may vét nha. Cực kỳ đúng dáng là cực kỳ chuẩn form luôn. Vải chuyên kể sản xuất may vét đấy ạ. Có tất cả là 4 màu. Màu nâu, màu trắng, màu đen và màu đỏ. Nâu, trắng, đen, đỏ xả với giá từ 1.2 triệu. Còn 250.000 chỉ bán cho tình yêu nào chia sẻ live stream thôi ạ. Nào em sẽ chụp, xin phép chụp mấy phút nha, chụp mấy giây nha. Trời ơi đẹp mà sang quá này các tình yêu ơi. Cái đai của em bỏ bán kèm luôn 100.000 một đai. Các tình yêu ơi, các tình yêu không biết mình mặc size gì, có thể để lại cho em chiều cao cân nặng cộng màu cộng với set vest nha. Em chỉ bán cho chế nào nhanh tay chia sẻ livestream. Có set vest chân váy lát em sẽ lên ạ. Set vest quần dài cộng màu cộng số điện thoại, hoặc là set vest quần dài cộng size cộng chiều cao cân nặng cộng số điện thoại. Xả có 250.000 một set thôi. Em nói thật là bằng 1/5 giá thị trường nhá. Các tình yêu mua 2 set hay mua cả 4 màu về mặc đều đẹp luôn. Các tình yêu có thể mua 4 màu về mặc mà mới có giá là 1 triệu, bằng một set trên thị trường đang bán thôi. Cả 4 màu nhá mới có giá là 1 triệu. Quá là rẻ luôn, xả với giá là 250.000 một set. Quá là xinh luôn. Siêu xinh ạ, có 2 size S và size M. Xả từ 1.2 triệu còn với giá là 250.000 một set. Xếp vét dày dặn tình yêu ơi, dày dặn mà đứng dáng nhá. Em bao có tình yêu là đẹp, bao chuẩn luôn. Từ trong túi bỏ ra không hề nhăn và đã đứng dáng chuẩn form như này rồi ạ. Nhà em là hàng chuẩn công ty may luôn các tình yêu nhá. Chuẩn công ty, giá cũ là hơn 1 triệu cơ ạ. Và xả với giá là 250.000, có 2 size S và size M. Nhà em chuẩn form, chuẩn dáng nhá. Dáng cực kỳ sang luôn. Các tình yêu không mua là quá là đáng tiếc ạ. Đây là em kèm, em đeo thêm cái đai và trông rất là sang này đấy. Các tình yêu cũng có thể tháo ra. Nhưng do em chưa cắt khuyết thì em xin phép em sẽ đeo cái đai vào nhá. Các tình yêu ơi, 58 cân có size mặc vừa, 62 cân có size mặc vừa. Từ 40 cân cho đến 65 cân đều có size mặc vừa. Có 2 size S và size M, chất thì có co giãn cho nên là ai cũng mặc được. Vâng chị ơi, áo dáng như này nhá, rất là xinh luôn, rất là đẹp và sang. Và em chỉ bán cho các tình yêu chia sẻ livestream cho em, bởi vì số lượng không có nhiều. Tất cả các đơn hàng nhà em vẫn đang lên đơn tự động cho các tình yêu rồi. Nhanh tay đặt hàng cho em, xếp vét quần dài cộng màu số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Em qua tiếp màu khác này, em qua tiếp màu khác tình yêu nhá. Các tình yêu chỉ có chóng mặt thôi, bởi vì màu nào cũng đẹp, màu nào cũng muốn mua luôn. Các tình yêu nhanh tay đặt hàng giúp em để em qua màu này. Các tình yêu nhanh tay đặt hàng giúp em nhé. Em qua màu trắng một lần cuối cùng cho các chị vừa vào sau mà chưa nhìn thấy mặc màu trắng mà bảo em là qua màu trắng nhá. Thì giờ em xin phép sẽ qua màu trắng ạ. Siêu đẹp các tình yêu nhá.
em qua màu trắng có tình yêu nha. Chia sẻ livestream cho em có tình yêu ơi. Chia sẻ cho em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân đi ạ. Để hợp lệ được mua set VIP xả từ hơn 1 triệu. Còn chỉ còn với giá là 250.000 một set. Siêu sang, siêu đẹp luôn nhá. Chia sẻ livestream cho em. Em đang mặc thử trắng đây tình yêu ơi. Em đang mặc thử trắng rồi nha. Em đang qua màu trắng tình yêu nhá. Chia sẻ livestream cho em. Trời ơi đẹp giá man luôn, đẹp giá man luôn tình yêu ơi. Chia sẻ livestream cho em nào. Có tất cả là 4 màu. Màu nâu, màu trắng, màu đỏ và màu đen. Có 2 size S và size M. 65 cân gọn người cao ráo vẫn có thể mặc vừa. 65 cân gọn người cao ráo bao mặc vừa nhá. Phải gọn người đấy ạ, cao ráo giúp em. Nặng xương thì ok, mặc vừa được hết nhá tình yêu nhá. Siêu đẹp luôn, màu trắng sang quá nè. Nhanh đây là hàng giúp em ạ. Màu cộng size cộng số điện thoại. Em xả từ 1.2 triệu. Còn với giá là 250.000. Có tất cả là 3 màu. Màu đỏ, 4 màu. Màu đỏ, màu đen, màu nâu và màu trắng. Xếp vét quần dài, nhanh tay đặt hàng giúp em. 60 cân mặc vừa nha tình yêu nhá. Chất có, co giãn rất nhiều ạ. Xếp từ không chị ơi, chỉ có quần và áo thôi ạ. Còn cái quây này các tình yêu tự mua thêm, hoặc là các tình yêu có thể mặc với áo 2 giây là được mà. Còn cái quây này là quây của em nhá các tình yêu nhá. Các tình yêu phải thông cảm, nên đến lúc này ship đến các tình yêu này mà không có cái áo này em không lấy hàng là em rất là mệt mỏi cái vấn đề đấy ạ. Chẳng lẽ em lại không mặc gì xong em lại mặc một cái vest không để em like đúng không ạ? Trông rất buồn cười. Cho nên các tình yêu phải thông cảm giúp em nhá. Có cả khuy cài đấy ạ. Các tình yêu cài vào cũng rất là đẹp này. Đấy. Có khuy cài nhưng em chưa cắt khuyết thì em sẽ không cài nhá. Thế là rồi em sẽ cắt thử bộ này ra để cài cho các tình yêu xem nha. Chia sẻ livestream cho em nào. 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân. Sau đó trở lại bài livestream comment cho em số điện thoại cộng tỉnh thành nơi mà các tình yêu đang sinh sống nha. Siêu đẹp luôn các tình yêu ạ. Các tình yêu ơi, chia sẻ livestream cho em nào. Tất cả các đơn hàng nhà em là tự động lên đơn, cho nên mọi người không cần phải hỏi em là đã có đơn hay chưa, bởi vì mọi người chỉ cần để lại cho em số điện thoại cộng màu cộng chiều cao cân nặng là bên em sẽ tự động tư vấn và cho các khách xem mặc size gì vừa. 50 cân đều có size mặc vừa, từ 40 cân cho đến 52 cân nếu mà các tình yêu cao ráo nhá. Tất cả các đơn hàng nhà em lên đơn tự động, trời ơi cài vào đúng dáng và sang quá các tình yêu ơi. Siêu đẹp luôn. Các tình yêu không biết mình mặc size gì, có thể để lại cho em chiều cao cân nặng để bên em có thể tư vấn cho các tình yêu nha. Chiều cao cân nặng cộng số điện thoại cộng màu để bên em có thể tư vấn cho các tình yêu ạ. Nhà em xả từ 1.2 triệu, còn chỉ còn với giá là 250.000 một set. Bao đẹp cho các tình yêu luôn. Trắng, nâu, đen, đỏ, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sang. Các tình yêu chỉ cần đặt hàng thôi. Và các tình yêu thực sự là mua 4 bộ nhà em mới bằng 1 bộ trên thị trường nhá. Cho nên các tình yêu mua cả 4 màu về để mặc cho dễ luôn ạ. Cho dễ là dễ mặc nhá. Về có thể là mình không biết mình mặc size màu gì, mình mỗi hôm mình mặc một màu. Đấy mà rất là rẻ thôi, có 250.000 một bộ này các tình yêu này. Em bao đẹp có tình yêu luôn, bao đẹp bao chuẩn nhá. Bao đẹp bao chuẩn form dáng này. Quay cận cảnh có tình yêu xem này, túi thì là túi thật nhá, túi xịn luôn. Các tình yêu có thể giấu cái túi, giấu cái tai này vào trong này cũng được, mà bỏ ra thì rất là nhìn cũng rất là đẹp nhá đấy. Rất là sang luôn, xả từ 1.2 triệu còn 250.000. Có tất cả là 4 màu. Màu trắng, màu nâu, màu đen và màu đỏ. Chỉ cần các tình yêu chia sẻ livestream cho em 5 trang hội nhóm là bên em sẽ xả ngay cho các tình yêu một bộ này. Từ 1.2 triệu xuống còn 250.000. Số lượng thì không có nhiều đâu, cho nên các tình yêu không đặt nhanh là sẽ mai đến mai hỏi em là sẽ không còn nữa ạ. Em chỉ bán tại livestream ngày hôm nay thôi. Cho nên các tình yêu phải nhanh tay đặt hàng giúp em. Xả từ 250.000 còn từ 1.2 triệu còn 250.000 một set. 250 một set thôi, trời ơi quá là sang, quá là đẹp luôn. Chuẩn form, chuẩn dáng, siêu đẹp nhá. Các tình yêu nhanh tay đặt hàng cho em này. Chia sẻ livestream cho em 5 trang hội nhóm này. 63 cân mặc vừa chị ơi. 63 cân mét 64 mặc vừa. Em qua nốt màu đỏ này. Có 60 cân mặc vừa chị ơi. Siêu đẹp luôn, qua màu đỏ nhá. Set chân váy có đây ạ. Set chân váy đây, lát sẽ lên giả set chân váy nhá. Siêu xinh luôn, hay là lên luôn set chân váy ạ. Siêu đẹp luôn nè, em lên màu đỏ nha. Em lên màu đỏ này. Hộ chị đi. Treo màu trắng lên. Em lên màu đỏ các tình yêu nha. Em lên đỏ nha tình yêu ơi. Xả từ 1.2 triệu còn 250.000 cho chế nào chia sẻ livestream ạ. Số lượng thì không có nhiều đâu, cho nên các tình yêu không đặt ngay thì mai sẽ hết đấy ạ. Bởi vì nó quá đẹp và quá hit hot đi chứ.
các tình yêu nhanh tay là hàng giúp em. Màu cộng size cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng, hoặc màu cộng chiều cao cân nặng cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng nha các chị nhá. Em sẽ lên màu đỏ các tình yêu nhá, xong em sẽ lại lên màu nâu ạ. Em xả từ 1,2 triệu còn 1,2 triệu còn 250.000 cho các chị nào chia sẻ livestream đấy ạ. Trời ơi quá là đẹp luôn, các tình yêu mua cả hai set mà chỉ có giá là 500.000 thôi thì quá là rẻ luôn các chế nhá. Cả hai set mới có giá là 500.000. Quá là rẻ luôn. Nhà em xả từ 1,2 triệu xuống còn 250.000 một set. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sang các tình yêu nhá, không mua quá là đáng tiếc đấy ạ. Màu đỏ cũng đẹp luôn nè. Các tình yêu ơi nhanh tay chia sẻ livestream cho em nhá. Cân mặc vừa chị ơi, từ 40 cân cho đến 65 cân, nếu mà gọn người là có size mặc vừa. Nói chung là đẹp nhất từ khoảng từ 40 cân cho đến 60 cân là bao mặc đẹp ạ. À, bao mặc đẹp cho khoảng cân đấy nhá. Trời ơi không biết cài kiểu gì đây. Có tất cả là 4 màu tình yêu ơi, màu đỏ, màu trắng, màu nâu và màu đen. Xả từ 1,2 triệu còn 250.000 ạ. Siêu xinh luôn. Nhanh tay đặt hàng giúp em. Set vest quần dài hoặc set vest quần dài cộng màu số điện thoại nhá. Nhanh tay đặt hàng giúp em ạ. Màu cộng số điện thoại cộng size để bên em lên đơn hàng, hoặc màu cộng chiều cao cân nặng cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Ok nha, có 4 màu ạ. Màu đỏ, màu trắng, màu nâu và màu đen. Tất cả các màu nào cũng đẹp các chế nhá. Em có cả set vest chân váy nữa ạ. Set vest chân váy thì cái dáng của nó cũng rất là siêu xinh. Cái cổ của nó khác này. Cái set vest này thì nó như thế này nhá. Cái set vest quần dài, đây là chân váy nhá. Thì nó có tất cả là 6 cúc và siêu đẹp luôn. Ngắn hơn một chút nhá. Cái dáng áo nó ngắn hơn một chút, rất là xinh. Một lúc em sẽ lên ạ. Chất là chất chuyên may vest cao cấp đấy ạ. Chất chuyên sản xuất vest cao cấp tình yêu nhá. Rất là đẹp và đứng dáng luôn. Vâng, cảm ơn Trần Hà nha, cảm ơn mọi người. Mọi người ơi, chia sẻ livestream cho em để được mua giá ưu đãi này nha. Từ 1,2 triệu sale còn với giá là 250.000. Có tất cả là 4 màu. Màu đỏ, màu đen, màu nâu và màu trắng. Màu nào cũng đẹp mà chỉ còn 250.000 một set. Các tình yêu ngại gì mà không mua ngay 2-3 set để mặc ạ. Ngại gì mà không mua ngay 2-3 màu để mặc đúng không ạ. Thật sự là các tình yêu chỉ cần bỏ tiền vải này, tiền công ra may một cái set vest này. Em nói thật là đã đáng giá là hơn 1 triệu rồi. Có khi còn đến 2 triệu các tình yêu ạ. Nếu mà chọn vải nhá, nếu mà phải chọn vải đẹp này, rồi công may kỹ càng để mà lên một chiếc vest mà nó form, chuẩn dáng như này, thì em nghĩ nó phải rơi vào từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu rồi. Mà nhà em sale có 250.000 cả set, cả áo và quần thì quá là rẻ đúng không ạ. Tội gì mà các tình yêu không mua ngay hai màu, chẳng hạn màu đỏ và màu đen, hoặc là màu nâu và màu đen chẳng hạn, hay là mua cả 4 màu luôn cũng được các tình yêu ạ. Chỉ cần chia sẻ livestream cho em thôi là tất cả các đơn hàng nhà em sẽ lên đơn tự động. Khi mọi người để lại cho em chiều cao cân nặng cộng số điện thoại và cộng màu, hoặc là cộng màu cộng size cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Tất cả các đơn hàng màu nào cũng đẹp và bên em là lên đơn tự động mọi người nhá. Mọi người ơi, đổi màu thì khi mai bên em gọi điện thoại thì các tình yêu hãy bảo cho em, bảo với cả nhân viên nhà em là đổi màu giúp em. Còn thực sự là bây giờ mà trên line thì em cũng không biết là ai đã chốt rồi hay như thế nào để đổi màu đâu ạ. Thì tất cả các đơn hàng nhà em sẽ tự động lên đơn. Và khi bên em mai gọi điện cho các tình yêu thì các tình yêu bảo nếu mà đổi màu thì báo lại giúp em nhá. Mà bây giờ em xin phép là qua cái màu đen, và có một chị vừa bảo qua màu đen đúng không ạ. Màu nào cũng đẹp. Quần đây nhá, quần rất là đứng dáng luôn. Quần rất là chuẩn form đứng dáng luôn tình yêu nhá. Sau em sẽ lên xếp vào xếp chân váy nhá. Có xếp phép quần chân váy đấy ạ, có quần trong nhá. Mẫu em cao hơn 1m6 tình yêu ơi. Chia sẻ livestream cho em 5 trang hội nhóm, một lần trang cá nhân để các tình yêu có thể là được mua với giá xả nhá. Siêu đẹp luôn ạ. Tất cả các đơn hàng bên em đang tự động lên đơn. Áo quây của em mặc bên trong là 90.000 tình yêu nhá. Em qua màu đen ạ. Màu nâu đấy tình yêu ơi. Màu nâu không phải là màu vàng đâu ạ. Nâu nó cũng gần giống màu vàng. Các tình yêu chia sẻ livestream cho em nào. Ok, bên em đang lên đơn hàng rồi. Màu đỏ đô đấy, không màu hồng đâu chị ơi. Màu đỏ đỏ nhưng mà nó cũng mận mận giống màu hồng. Màu đỏ mận mận đấy. Em lên
màu đen tình yêu nhá. Chia sẻ livestream cho em mạnh tay lên ạ. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên đơn tự động rồi. Chỉ cần các tình yêu để lại cho em màu cộng size cộng số điện thoại, hoặc là màu cộng chiều cao cân nặng cộng số điện thoại, để bên em có thể tư vấn cho các tình yêu mặc size gì nhá. Siêu đẹp luôn, từ 40 cân cho đến 65 cân đều mặc vừa. Màu nào cũng đẹp và siêu rẻ nhá. Chia sẻ livestream cho em nào. Rất là xinh luôn ạ. Nhanh tay ạ, mạnh tay chia sẻ và mạnh tay mạnh dạn lên mua hàng đi ạ. Màu nào cũng đẹp và có nhiều ạ. Xả với giá là 250.000 một set ạ. Sale từ 1.200.000 còn 250.000 một set nhá. Siêu đẹp và siêu xinh luôn, màu nào cũng đẹp. Màu đen, màu trắng, màu nâu và màu đỏ. Đen, trắng, nâu, đỏ, màu nào cũng đẹp. Chỉ cần các tình yêu nhanh tay đặt hàng thôi. Các yêu mua luôn cho em hai màu đi ạ. Hoặc là cả bốn màu đi, màu nào cũng đẹp. Tội gì không mua ạ, vì quá là sang luôn. Và quần thì cực kỳ chuẩn form, chuẩn dáng nhá. Bên em đang lên đơn hàng cho các chế rồi. Siêu xinh luôn ạ. Tất cả các đơn hàng nhà em lên đơn tự động nha. Chất là chất lao chuyên sản xuất vest cao cấp đấy ạ. Có co giãn tình yêu nhá. Mặc rất là thoải mái luôn, có co giãn ạ. Tất cả là 4 màu. Màu đen, màu đỏ, màu trắng và màu nâu. Màu nào cũng đẹp, chỉ cần các tình yêu để lại cho em màu cộng size cộng số điện thoại, hoặc màu cộng chiều cao cân nặng cộng số điện thoại, để bên em sẽ tư vấn cho các tình yêu mặc size gì. Từ 40 cân cho đến 65 cân đều có size mặc vừa. Em đứng 30 giây và xin phép chuẩn bị qua màu nâu tình yêu nha. Chị em nào mà đang hóng màu nâu thì đợi em 30 giây nữa nào. Nhanh tay đặt hàng giúp em ạ. Xếp vest cộng màu số điện thoại để bên em lên đơn hàng nha. Sau đó thì em sẽ chuyển qua xếp vest quần chân váy nhá. Siêu xinh luôn các tình yêu ạ. Mẫu nào cũng đẹp này, chuẩn bị qua xếp vest chân váy siêu xinh luôn này. Ok, lên nâu nha. Nào anh yêu ơi, chia sẻ livestream giúp em tình yêu nhá. Màu cộng chiều cao cân nặng cộng số điện thoại, hoặc màu cộng size cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Có hai size từ 40 cân cho đến 60 cân thì có thể mặc vừa là đẹp nhất đấy ạ. 65 cân cao ráo gọn người giúp em, 65 cân cao tầm 1m65 trở lên giúp em nha. Gọn người thì bên không có thể mặc vừa đấy ạ. Em lên sẽ đắc màu nâu tình yêu nha. Lên màu nâu tình yêu nha. Em sẽ qua chân váy ạ, bây giờ em sẽ chuẩn bị qua chân váy nha. Chuẩn bị qua xếp vest chân váy nhá tình yêu. Nhanh tay đặt hàng giúp em lên màu nâu này. Áo dạ kẻ xả 18 tình yêu ơi, lát sẽ lên nha. Chia sẻ là livestream mạnh tay lên các tình yêu ơi. 42 cân mặc S giúp em tình yêu nha. Xả từ 1.2 còn 250 tình yêu ơi. Quá là rẻ luôn. Các tình yêu mua cả 4 set thì cũng quá là lãi, là quá là rẻ rồi. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sang. Các chế mà thích các chế mua quất luôn cho em 4 màu đi ạ. Vì quá là sang và đẹp luôn. Siêu đẹp siêu xinh nha. Em lên màu nâu tình yêu nha. Trời ơi màu nâu đẹp quá nè. Thắt lưng bán 100 tình yêu nhá. Thắt lưng đai này bán 100 ạ. Đai này bán 100 nha tình yêu nha. Xem có cái đai nào đẹp hơn. Xem còn cái đai nào không. Trời ơi màu nâu đẹp quá nè. Tất cả các đơn hàng nhà em lên đơn tự động nha. Ship từ 30 cho 35 nghìn toàn quốc ạ. Đồng giá ship nha. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên đơn tự động dưới đây ạ. Màu cộng size cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Màu nâu sang quá đi nè. Chia sẻ live stream cho em 5 trang hội nhóm để các tình yêu có thể được mua dưới giá xả là 250 nghìn một set nha. Em chỉ bán cho các thành nào chia sẻ live stream cho em thôi. Màu nào đẹp, màu nào cũng sang luôn các chế ạ. Xin phép đeo cái kính nhỏ sang nhá. Tình yêu nha. Em xả từ 1.2 còn 250.000 một set. Cho tình yêu nào nhanh tay đặt hàng nhá. Có tất cả là 4 màu. Trắng đen đỏ nâu, trắng đen đỏ nâu xả còn 250.000 một set. Nhanh tay đặt hàng giúp em, xếp vest quần dài cộng màu số điện thoại để bên em lên đơn hàng với giá xả là 250.000 một set. Siêu đẹp, siêu sang nha. Các tình yêu cài vào còn đẹp nữa cơ. Nhưng bây giờ mình phải cắt ra thì cũng rất là bất tiện. Thì em xin phép là em đây để như này nhá các tình yêu nha. Ôi dồi ôi, cài vào sang lắm nè. Đấy các tình yêu thấy không ạ. Hoặc các tình yêu như này nhá, các tình yêu thiết kế lại cho em như này. Các tình yêu mua thêm cho em cái đai. Các tình yêu nhá, các tình yêu mua thêm hộ em cái đai này.
Xong anh yêu cài cho em như thế này. Ôi, thế là chất hơn nước cất luôn. Chất hơn nước cất luôn. Đấy, nó có khuyết đây nhưng mà em nghĩ là các anh yêu nên để như này cũng rất là sang này. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sang, trời ơi, chuẩn mẫu luôn nè. Đấy, xả từ 1.2 triệu còn 250.000 cho các thánh nào nhanh tay đặt hàng nha, chia sẻ livestream cho em. Trời ơi đẹp quá các tình yêu ơi, từ 40 cân đến 60 cân đều có size mặc vừa, hai size nha. Mà các tình yêu không biết mình mặc size gì thì nhanh tay chia sẻ livestream và để lại cho em chiều cao cân nặng để bên em có thể tư vấn xem các tình yêu sẽ mặc size gì là đẹp nhất nha. Hoặc là các tình yêu có thể để lại cho em số điện thoại, khi mà bên em gọi điện các tình yêu có thể để lại cho em chiều cao cân nặng thì bên em sẽ tư vấn cho các tình yêu mặc size gì ạ. Có size từ 40 cân cho đến 60 cân nha. Có tất cả là đai thì có giá là 100.000 nhá. Khi các tình yêu mua thêm kèm đai ạ, rất là sang luôn. Đấy, em chỉ xả giá là 250.000 một set thôi. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sang. Mà xả với giá này thì các tình yêu khỏi phải bàn luôn. Bởi vì em chỉ cần các tình yêu chia sẻ livestream cho em thôi. Các tình yêu nha, xem hộ em chất này. Chất này, form dáng này, đứng dáng này, cổ thẳng này. Chuẩn luôn, dáng đẹp luôn. Đó nha, siêu xinh luôn. Đấy, màu nào cũng đẹp, 60 cân đều có thể mặc vừa. Mà các tình yêu nhớ để lại cho em màu cộng chiều cao cân nặng cộng số điện thoại nếu mà các yêu chốt hàng nha. Bởi vì sau ngày hôm nay thôi là em nghĩ ngày mai không còn một set nào cả nhá các yêu nhá. Bởi vì đây là hàng chuẩn công ty, may form đẹp, chuẩn đẹp ạ. Các tình yêu ơi, xả với giá này thì không hề có lãi đâu. Các tình yêu chỉ cần tính hộ em này, sơ sơ cho em này, riêng tiền vải đã phải rơi vào tầm 3 lít rồi, đúng không ạ? Xong tiền công may một cái bộ này phải tầm 5-700 nghìn. Một tiền công may một bộ nó ra được đẹp như này là phải tầm 5-700 thì đã là 1 triệu rồi, đúng không ạ? Thế còn tiền lãi ở đâu ra? Tiền lãi ở đâu người ta phải cộng thêm vào, bán tầm 1.2 triệu đi, đúng không ạ? Và nhà em ngày hôm nay thì xả giá là 250.000 một set thôi. Các tình yêu mua ngay cho em từ 2-4 màu luôn ạ, để cho về mặc cho sướng nhá tình yêu nhá. Em qua liên tục các màu đấy thì họ chia sẻ livestream cho em đi ạ. Chia sẻ livestream và theo dõi Lịch Nguyễn Trâm Anh ở chế độ xem trước giúp em. Nhà em thì chuyên sản xuất ra những cái thứ mà không ai có mà lại rẻ nhất luôn, đúng không ạ? Nhà em chuyên tìm tòi này và sản xuất này, tìm kiếm ra những sản phẩm mà siêu rẻ và siêu đẹp tình yêu nhá. Cho nên các tình yêu phải theo dõi Lịch em ở chế độ xem trước ngay, để khi mà chẳng may mà sau cái livestream này chúng mình sẽ không bị lạc mất nhau. Mà ví dụ sau cái livestream này chúng mình sẽ không kiểu như là ship hàng đến một lần rồi quên mất là cái shop em tên là cái gì, thì các tình yêu hãy theo dõi ngay Lịch Nguyễn Trâm Anh ở chế độ xem trước các tình yêu nha. Và sau này mỗi khi mà nhà em lên live ấy, xả những cái sản phẩm siêu đẹp siêu rẻ như các thế này thì các tình yêu sẽ được mua ngay, đúng không ạ? Sẽ nhìn thấy thông báo ngay là shop Nguyễn Trâm Anh đang livestream thì các tình yêu sẽ vào và theo dõi và mua những sản phẩm rẻ nhất nha. Tất cả các đơn hàng nhà em là tự động lên đơn, mọi người yên tâm, em không chốt theo tên ai cả. Bởi vì mọi người chỉ cần chốt cho em màu cộng chiều cao cân nặng cộng số điện thoại, hoặc màu cộng size cộng số điện thoại là bên em tự động lên đơn hàng, sale từ 1.2 triệu còn 250.000 cho các tình yêu mà nhanh tay đặt hàng và chia sẻ livestream nha. Ok, lên xếp các chân váy các tình yêu nhá. Lên xếp các chân váy này, trời ơi siêu đẹp siêu sang luôn. Màu nào cũng đẹp. Tình yêu ơi không có đâu ạ, 250.000 mà cái đai lưng này của em 100.000 rồi. Gọi là bán hộ các tình yêu, lấy hộ cho các tình yêu thôi. 100.000 cái đai lưng này là em lấy hộ cho các tình yêu thôi. Không có lãi đâu mà các tình yêu lại bảo em cả cái set pack này gồm cái áo, cái quần và cái đai nữa mà 250.000 thì em nói thật là không có đâu ạ. Các tình yêu mua 2.5 triệu thì may ra các tình yêu nhá. May ra có nhá. Tất cả đơn hàng nhà em đang lên đơn tự động rồi, mọi người không cần phải hỏi em là đã có đơn hay chưa. 60 cân mặc vừa ạ. Em thì cao 1m65 ạ. Ok, qua mẫu nha. Bộ của em đang mặc xả từ 1.2 triệu còn 250.000 cho các tình yêu nào chia sẻ livestream. Em xin phép cởi ra thì em sẽ mặc lại màu trắng một lần nữa nha. Bởi vì bên trong em đang mặc chiếc quần màu trắng thì em xin phép là cởi ra thì em sẽ mặc lại màu trắng một lần nữa cho các chị mà vào sau chưa thấy nhá. Các chị nhớ chia sẻ livestream mạnh tay cho em nha. Và theo dõi Lịch em ở chế độ xem trước nhá. Chị Dung Trần ơi, giờ em mới nhìn thấy tên của chị thì em cũng chả biết chị đang hỏi cái gì ạ. Nhiều khi các tình yêu ơi, nhiều khi là khách đặt hàng nhiều quá, thành ra là em không thể nhìn thấy hết được tất cả các comment thì mọi người phải thông cảm cho em nha. Em xin phép là lên màu trắng nha. Bởi vì là bên trong em đang mặc một chiếc quần màu trắng thì em xin phép lên màu trắng ạ. Chết thôi. Xong sau đó thì em sẽ lên xếp vét chân váy nha. Có cả xếp vét chân váy nữa ạ. Ngày hôm nay xả cả xếp vét chân váy nha các tình yêu nhá. Dâng, ok các tình yêu.
chị Lê Hằng ơi, bên em như vậy nha, đơn hàng trên 500 là phải cọc rồi ạ. Nhiều khi thì cũng không muốn bắt tội đâu, nhưng mà thực sự là bên em thì cũng để tránh cái tình trạng mà bom hàng thôi. Hạn chế nhất là cái tình trạng đấy các thằng yêu ạ. Bởi vì là thực ra thì lãi lời cũng không được bao nhiêu, nhà thì toàn là sàng xả thôi. Cho nên là các thằng yêu phải thông cảm giúp em nhá. Chị Thỏ Ngọc ơi, chị phải cho em số điện thoại. Nếu mà bên em gọi điện là cả đã chốt, còn nếu không gọi điện thì có thể là đơn hàng của chị bị lạc mất đấy ạ. Thì bên em chưa chốt được nhá. Các thằng yêu nhanh tay đặt hàng giúp em, có tất cả là 4 màu. Trời ơi, màu nào đẹp, màu nào sang này. Chia sẻ live stream cho em các thằng yêu ơi. Màu trắng, màu đỏ, màu đen và màu nâu, màu nào cũng đẹp, chỉ xả với giá là 250.000 một set. Cho các tình yêu nhanh tay đặt hàng giúp em. Màu cộng chiều cao cân nặng cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng, hoặc màu cộng size cộng điện thoại để bên em lên đơn hàng. Xả với giá từ 1.2 còn 250.000 một set ạ. Bộ hổ em về rồi mà chị. Bộ hổ em về em like mấy hôm rồi chị ơi. Bộ hổ em về 150 set là đã hết sạch rồi. Nhanh tay đặt hàng giúp em nào, đặt hàng giúp em nào. Đặt hàng nhanh tay giúp em nha. Bộ vest cộng màu cộng số điện thoại cộng size để bên em lên hàng, hoặc bộ vest cộng màu cộng chiều cao cân nặng cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Màu nào cũng đẹp và màu nào cũng sang. Trời ơi, các anh yêu lên mua thêm kèm một chiếc đai để khi mà mặc lên trông nó sang chảnh đấy, trông nó quý phái. Các tình yêu có thể đi làm này, đi chơi, đi đâu mặc cái này đẹp đấy, siêu đẹp luôn các chế nha. Đó, nhanh tay đặt hàng giúp em. Màu cũng chiều cao cân nặng cộng số điện thoại, hoặc màu cũng size cộng số điện thoại bên em lên hàng. Vải gì chị ơi? Vải chuyên sản xuất vest cao cấp ạ. Vải nhà em là vải chuyên sản xuất vest cao cấp, hàng chuẩn công ty, hàng đẹp nhá. Bao đẹp cho các tình yêu luôn. Ok, em sẽ lên xếp vest chân váy ngay bây giờ đấy ạ. Xếp vest chân váy thì dáng của nó là dáng ôm hơn một chút này, ngắn hơn một chút cái giá áo ấy ạ. Siêu đẹp luôn, 60 cân có thể mặc vừa tình yêu ơi. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên đơn tự động cho các tình yêu rồi nhá. Nhanh tay đặt hàng giúp em này, sản phẩm nào bên em cũng rất là đẹp luôn. Các yêu nhanh tay đặt hàng và theo dõi lịch cho anh ở chế độ xem trước đi ạ. Bộ của em đang mặc đây xả với giá là đúng rồi Nguyễn Điền ạ, chị Nguyễn Điền ơi em lên với ạ. Em đi theo chị luôn, lấy bộ này dẩy luôn. Tất cả các đơn hàng nhà em đều xả với giá là 250.000 nhá. Đây ạ, sản phẩm đây ạ. Tất cả là 4 màu. Màu trắng này, màu nâu, màu đen và màu màu đỏ nha. Màu nào cũng sang luôn. Tất cả các đơn hàng nhà em xả với giá từ 1.2 còn 250.000. Cho các tình yêu nào chia sẻ livestream và đơn hàng nhà em sẽ lên đơn tự động cho các tình yêu ạ. Giá của nhà em sale từ 1.2 còn 250.000 nhá. Đi thật luôn, bây giờ đi luôn. Ok nào. Chia sẻ live stream cho em ạ, 5 trang hội nhóm 1 lần trang cá nhân nha. Chia sẻ live stream cho em đi ạ, để em xả từ 1.2 còn 250.000 nhá. qua đây live stream nào chị Yến ơi. Ok, em qua mẫu này, em qua mẫu nha. Em qua mẫu chân váy ạ. Em qua mẫu vest chân váy nha. Sản phẩm này của bên em đang xả từ 1.2 còn 250.000 nhá. Em lên xếp vest chân váy ạ. Em lên xếp vest chân váy nhá, thì yêu nha, chân váy đây ạ. Lên luôn chân váy này. Chân váy nha tình yêu ơi. Chia sẻ livestream mạnh tay lên giúp em đi các tình yêu ạ. Nhà em xả cực kỳ rẻ và chỉ bán cho các tình yêu nào nhanh tay đặt hàng và chia sẻ livestream cho bên em thôi nha. Chị yên tâm, chị chỉ cần để lại cho em số điện thoại là chị đã có đơn hàng, cho nên chị đừng hỏi em là chị đừng trách móc bên em là mua hàng mệt mỏi quá hay này nọ, bởi vì mọi người em đã nói rồi ạ, mọi người chỉ cần để lại cho em màu cộng số điện thoại cộng size thôi là bên em đã tự động lên đơn hàng cho các tình yêu rồi, chứ đừng trách móc em là không chốt hàng hay như nào các tình yêu nhá. Màu be là
màu gì chị ơi? Màu nâu thôi chị ạ. À, có tất cả là mấy màu này thôi tình yêu nhá, không có be đâu tình yêu ạ. À, em lên xếp vét chân váy nhá các anh yêu ơi, siêu xinh siêu đẹp luôn. Bán áo lẻ chị ơi, bán áo lẻ, bán áo lẻ 200 chị nhá, chị mua riêng áo lẻ là 200 chị nhá. Chất vải là từ chất vải là chất chuyên sản xuất vét tình yêu nhá, chuyên sản xuất vét tình yêu ạ. À, siêu đẹp luôn tình yêu ơi, trời ơi đẹp quá nè. Xả với giá từ 1,2 triệu còn 230.000 thôi ạ. Xếp vét chân váy là 230 tình yêu nhá, thắt lưng là 100.000 ạ. Siêu xinh siêu sang luôn, có tất cả là 3 màu, màu nâu, màu đen và màu trắng. Xếp vét chân váy nhá, riêng xếp vét chân váy là gồm 3 màu ạ. Chị Thảo My ơi, thế này thôi chị ạ. À, xếp vét quần dài là 250 tình yêu nhá, xếp vét chân váy là xả 230. Các tình yêu bắt đầu chốt cho em là xếp vét chân váy đi ạ. À, siêu xinh luôn. Hết rồi chị Phương Phương ơi, không còn đâu ạ. À, chị Dương Phương ơi, không còn đâu ạ. À, thật sự là nhà em mà không chốt ngay hôm nay ấy thì hôm mai cũng không còn nữa chị nhá. Cho nên là đừng bảo từ hôm nọ cho đến hôm nay thì em cũng đã không còn nữa rồi chị ạ. À, bởi vì là nó quá là rẻ và xả thì rất là nhanh hết ạ. À, không phải là lúc nào cũng có sẵn số lượng để cho các tình yêu có thể là thích đặt lúc nào cũng được hay là thích mua lúc nào cũng được đâu ạ. À, xếp vét chân váy tụi em nha, comment dùng cú pháp tụi em xếp vét chân váy, bởi vì bây giờ là em đang qua chân váy rồi. Chị Dương Phương ơi, không còn hàng đâu ạ. À, em nói rồi, thật sự là nhà em thì không có hàng, không có nhiều, bởi vì số lượng có hạn, kể cả nhiều bao nhiêu thì cũng hết. Cho nên là thực sự là ngay hôm nay, có khi ngày mai chị đặt thì cũng đã hết rồi. Chứ chị đừng hỏi em bảo em là sao lại không có, bởi vì hôm trước vẫn có này nọ, rất là mệt mỏi tình yêu nhá. Bởi vì là hết rồi tình yêu ạ. Xếp vét chân váy cộng màu, số điện thoại giúp em có 2 size S và size M, 60 cân vẫn mặc vừa nhá. Màu nâu, màu trắng và màu đen, màu nào đẹp này, nâu trắng đen này, xếp vét chân váy nhá, siêu xinh luôn. Mua riêng cái chân váy này đã dáng giá 230 rồi, xếp vét chân váy xả với giá là 230.000 một set ạ. Xếp vét chân váy giúp em ạ, màu nâu, màu trắng, màu đen, màu nào xinh, màu nào đẹp nhá. Đó, rất là xinh luôn. Xếp vét chân váy giúp em ạ. À, xếp vét quần dài có chị nhá, xếp vét quần dài của Lai xong ạ. À, xả 250 ạ. À, có quần trong tình yêu ơi. Chân váy à, chân váy có quần trong thì nhớ bao đẹp luôn, nhớ thoải mái ăn ngồi nghỉ nhá. Áo 200 chị ơi, mua riêng áo 200.000 tình yêu nhá. Chia sẻ livestream xem 5 trang hộ nhóm một lần trang cá nhân đi ạ. Để có thể mua xếp vét chân váy nào, nhanh tay làm giúp em xếp vét chân váy màu nâu, màu trắng và màu đen. Màu nào cũng đẹp luôn. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên đơn từ đầu dưới ạ. Comment đúng cú pháp cho em xếp vét chân váy cộng màu dưới thoại. Để bên em lên đơn hàng với giá xả là 230.000 một set ạ. Xếp đang mặc đây là xả với giá là 230.000 một set, gồm chân váy và áo vét thôi ạ. Áo quây 90 và thắt lưng là 100 nhá. 43 cân mặc size S giúp em. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên đơn từ đầu rồi à, mọi người yên tâm nha. Chỉ cần để lại cho em xếp vét chân váy cộng màu xuyến thoại thôi. Màu nâu cũng rất là sang, trời ơi. Em thấy nó còn sang hơn màu be rất là nhiều đấy ạ. Em thấy nó còn sang hơn cả màu be tình yêu ạ. Nhanh tay là hàng giúp em là màu nâu, bởi vì nó quá là sang chảnh nhá. Đấy, màu nâu là lịch sự, mà nó kiểu dễ mặc. Đấy, mà các chị trung trung tuổi vẫn có thể mặc được ạ. Tất cả các đơn hàng nhà em chỉ cần comment một lần duy nhất là đơn hàng của các chị đã được tự động lên đơn rồi ạ. Nhanh tay là làm giúp em nha, màu trắng, màu nâu và màu đen, màu nào cũng đẹp luôn. Có 2 size S và size M. Từ chồng hỏi xem em là sao hộ em trong mày. Mệt lắm rồi. Không, chắc thế, cũng mỏi chứ. Nhiều quá. Bao nhiêu mặt? Mấy tôm hồ tây. Mấy tôm hồ tây. Xếp vét chân váy cộng màu điện thoại để bên em lên đơn hàng. Tao chẳng liên quan em lớn hơn. Điền lên tăng live stream cả thôi à? Mua rồi thích cãi chồng để cho mình nhá, thầm live stream xong nhá, chia sẻ live stream cho em nào. 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân để bên em có thể tiến hành xả quần xếp vét chân váy này với giá là 230.000 một set, từ 1,2 triệu còn 230.000 thôi à. À, chân mình chụp váy nhá, mình
Chú Bảy. Bảy à? Trời ơi, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sang luôn. Chỉ xả từ 1.2 triệu còn 230.000 một set chân váy. Mọi người chỉ cần comment cho em một lần duy nhất: màu cộng chiều cao cân nặng cộng xếp vét chân váy cộng số điện thoại thôi ạ. Tất cả đơn hàng nhà em lên đơn tự động cho các tình yêu rồi nha. Xe đang mặc xả 230 các tình yêu ơi. Nịt mua riêng chứ chị ơi, xét vét này còn có cả nịt nữa thì thôi, lại em nói thật là đã lỗ rồi, gọi là lỗ kinh khủng luôn đúng không ạ? Nào em sẽ thử sang cái áo dạ nhá, các tình yêu hỏi em áo dạ em sẽ lên thử áo dạ nhá. Có các tình yêu nhanh tay chốt cho em và xét vét chân váy màu nâu nhá, siêu đẹp, màu nâu, màu trắng, màu đen, màu nào cũng đẹp, có quần trong tình yêu nhá. Chân váy thì đa phần bây giờ đều có quần trong hết ạ, và siêu xinh luôn, rất là dễ mặc. Có chị ơi, các anh ơi chốt giúp em nha, chúc giúp em là chốt xếp vét chân váy cộng màu của số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Và cái áo dạ này của nhà em đang xả với giá là 180.000, comment ngay giúp em là áo dạ kẻ này, áo dạ kẻ xả với giá là 180.000, siêu đẹp siêu sang luôn, 180.000 một em dạ kẻ này, cho các anh yêu là chốt nhanh cho em là áo dạ kẻ nha, áo dạ kẻ xả 180.000 ạ, siêu xinh luôn. Chị Khánh Tinh ơi, em không tìm thấy một bên pha tai của em nữa đâu luôn. Thành ra là em phải đeo có một bên. Không ngắn đâu chị ơi, bình thường thôi. Em cầm hết 65 cơ với cả bên trong nó có quần trong ngắn một chút nó cho nó đẹp tình yêu ạ. Còn nếu mà thật sự là bảo bây giờ mặc một xếp vét mà chân váy nó dài dài đến đây thì em có thể là nhìn trông quê quê quay khoai nào có tình yêu ạ. Cho nên là các yêu phải mặc ngắn. Mặc ngắn nhưng mà không có nghĩa là nó hở, bởi vì ngắn bên trong nó có quần rồi tình yêu nhá. Còn mặc dài đến đây thì trông buồn cười lắm. Tất cả đơn hàng nhà em đang lên tự động rồi ạ. Xếp vét chân váy cộng màu cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Áo dạ kẻ này nhà em xả 180.000 một em áo dạ kẻ này nha. Chị ơi, chị Mai Thúy Anh, Mai Trúc Anh ơi, chị có thể tìm thêm một bạn đồng hành với chị mua hộ em cái áo khoác thì em sẽ bán riêng một chiếc chân váy cho chị nhá. Thì hai chị sẽ được mua với giá rẻ đấy ạ. Bởi vì nhà em là đi theo set rồi ạ. Tất cả các đơn hàng áo dạ nhà em đang lên đơn hàng rồi nhá. Xả 180.000 một em áo dạ này nhá. Ok các tình yêu ạ, bên em đang chốt đơn hàng rồi. Áo dạ kẻ xả 180.000 này, siêu đẹp siêu sang luôn. Dạ kẻ xả 180 này. Có thể khoác riêng nha. Ok em chuẩn bị lên trắng hoặc đè và đen nha. Sáng mai bên em sẽ gọi đơn tình yêu nhá. Dạ kẻ này, dạ kẻ xả 180 ạ. Trời ơi siêu xinh luôn, siêu sang và siêu đứng dáng này. 180.000 em giáo dạ kẻ này nhá. Siêu sang và siêu đứng dáng luôn. Tất cả các đơn hàng nhà em lên tự động ạ, từ 40 cân cho đến từ 35 cân cho đến 60 cân đều có thể mặc một chiếc áo dạ này nhá. À đúng rồi, còn một mẫu áo dạ nữa chết rồi. Thôi mai em sẽ like sau. Nhanh tay đặt hàng giúp em có tình yêu nha. Áo ba còn chị ơi, xếp vét chân váy là khoảng 230 tình yêu ạ. Xếp vét chân váy của em có trắng này, đen và trắng, đen và nâu nhá. Ok xong em sẽ thử trắng ạ. Các tình yêu đặt cho em là xếp vét chân váy cộng số điện thoại nha. Chị Lộc Cộng ơi, em like lại giờ like lúc đầu rồi, có gì thì nữa chị xem lại like giúp em nhá. Bởi vì em like tầm nửa tiếng đầu là mặc quần đấy ạ, mặc quần đấy, xếp vét chân váy của em, xếp vét quần đấy ạ. Siêu xinh luôn. Dạ kẻ cộng số điện thoại 680 nha. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên tự động rồi ạ. Dạ kẻ cộng số điện thoại để bên em lên hàng. 60 cân mặc vừa chị yêu ơi. Hết nút rồi chị Mỹ Linh ơi. Hết nút rồi nha. Dạ kẻ cộng số điện thoại cho em. Hiện tại thì cái xếp vét chân váy của em chỉ còn nâu, trắng và đen. Màu nào cũng xinh á. Chỉ cần các tình yêu chia sẻ live stream cho em thôi là các anh có thể mua cái chiếc xếp vét chân váy này với giá là xả là 230.000 một set. Em thấy Nga Phạm đấy ạ, em nhìn thấy Nga Phạm nhá. Xếp vét chân váy bên em đang lên đơn hàng rồi ạ. Xếp vét chân váy cộng màu số điện thoại để bên em lên đơn hàng với giá xả là 230.000 một set, 60 cân có thể mặc vừa ạ. Dạ 60 cân mặc vừa tình yêu nhá. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên đơn tự động rồi ạ.
Ok, em chuẩn bị lên trắng này tí yêu nhá. Xả 230.000 một set này thôi ạ. Thật sự là từ 1 triệu 2 xe còn 230 quá là rẻ và đẹp rồi. Rất là sang luôn. Chế nào mà không mua thì quá là phí đấy ạ. Bởi vì sau cái mai chứ ngày hôm nay thôi là ngày mai sẽ không còn nữa nhá. Số lượng thì không có nhiều nên các chị yêu không chốt nhanh thì sẽ không còn hàng đâu ạ. Chia sẻ live stream tem. Có 2 size M tình yêu ơi, có 2 size M nha. Ok, em sẽ mặc sang màu khác bây giờ đấy ạ. Em chào Toàn, em chào Toàn Đàm nhá. Thấy Toàn Đàm ạ. Áo A2 màu nút còn ạ. Ok, bên em đang chốt dạ kẻ cho các tình yêu rồi. Chắc là như chỉ cần để em dạ kẻ hoặc số điện thoại bên em lên đơn hàng. Em sẽ qua màu trắng tình yêu nhá. Em sẽ qua màu đen nhá. Qua xếp vét màu đen này. Dạ kẻ hoặc số điện thoại bên em lên đơn hàng. Áo trong quay này là 90 ạ. Chị ơi không bán đâu. Set của nó chỉ có một vest và một chân váy thôi. Bất Thành tình yêu cứ hỏi em có khó khó quá. Em nói là nếu mà nó thật là em mà có cả cái đấy thì em sẽ nói luôn là set vest 3 món nhá. Chứ không thì không có thì bên em xin phép chỉ nói là set vest thôi. Có gồm một chiếc áo khoác và một chiếc chân váy ạ. Các tình yêu ơi, bên em đang lên đơn từ đầu rồi nhá. Có tất cả là 3 màu. Set vest chân váy gồm 3 màu. Màu nâu, màu trắng và màu đen. Nhà em đang qua màu đen tình yêu nhá. Nhà em đang qua màu đen rồi ạ. Các tình yêu nhanh tay đặt hàng giúp em nào. Em lên một cái là sẽ hết ngay đấy ạ. Không có nhiều đâu cho nên các tình yêu đặt hàng nhanh giúp em ạ. Em qua màu đen nha tình yêu ơi. Trời ơi siêu đẹp luôn. Xếp vét chân váy cùng số điện thoại này. Cộng màu giúp em có tất cả là 3 màu. Màu nâu, màu đen và màu trắng nhá. Chất siêu đẹp luôn ạ. Có quần trong. Có quần trong nha các tình yêu nha. Thoải mái. Thoải mái tung may luôn. Vẫn có quần bên trong. Có tất cả là 3 màu. Màu trắng, màu nâu, màu đen. Chắc vét chân váy cộng màu số điện thoại bên em lên đơn hàng. Xả từ 1 triệu 2 còn 230.000 ạ. Khoác sọc dạ đấy là xả 180 tình yêu nhá. Các tình yêu ơi, nhanh tay đặt hàng giúp em này. Siêu đẹp, siêu xinh luôn. Đai lưng 100.000 tình yêu ơi. Mua riêng tắt đai lưng này em bán đó. Gọi là bà lấy hộ thôi là 100.000 một chiếc ạ. Siêu xinh luôn. Xếp vét chân váy giúp em 3 màu. Màu đen, màu trắng, màu nâu, màu nào cũng đẹp ạ. Chân váy cộng màu cộng chiều cao cân nặng bằng số điện thoại để bên em chốt hàng các chị yêu nhỉ. Xếp vét chân váy đen cộng size cộng số điện thoại giúp em, hoặc là xếp vét chân váy đen cộng chiều cao cân nặng bằng số điện thoại để bên em lên hàng. Có 3 màu đen, trắng, nâu, màu nào cũng đẹp ạ. Chị Trịnh Mai ơi, nhà bên em này tránh tình trạng moi hàng, hỏng hàng, rách hàng, bên em sẽ không cho kiểm tra hàng. Nhưng nhà em bao 100%, 1000% là chuẩn y live stream nhá. Đến tay khách hàng là chuẩn như live stream. Chứ nhà em không treo đầu dây bán thịt chó tình yêu nhá. Các tình yêu có thể là em sẽ lấy cái nick của em ra để bảo đảm cho các tình yêu là một chuẩn nhá. Các tình yêu có thể theo dõi nick em đến bao giờ các tình yêu đủ tin tưởng mua hàng thì các tình yêu hãng đặt hàng nhá. Cho nên là các tình yêu yên tâm, không nhà em không cho moi hàng, không cho xem hàng. Nhưng chuẩn là các tình yêu là chuẩn 1000%, là giống trên livestream này và có thể là đẹp hơn mong đợi ạ. Đẹp hơn sức tưởng tượng các tình yêu nhá. Cho nên các tình yêu đừng lo sợ ạ. Nhanh tay đặt hàng giúp em, xả với giá là 230.000. Còn ai chưa đủ túi tiền thì đừng mua nhé. Em cũng không quan trọng bởi vì nhà em xả cũng không có nhiều. Không khách lạ thì khách quen nhà em cũng sẽ mua hết thôi cho tình yêu nhá. Cho nên là nhà em chỉ xả với cho ai chia sẻ livestream và ai thực sự tin tưởng mua hàng. Đặt hàng phải là đặt chuẩn chứ không phải đặt hàng cho sang mồm tình yêu nhá. Đặt hàng là về những người đặt hàng chuẩn. Khách hàng chuẩn là khách hàng đặt hàng xong có trách nhiệm với đơn hàng của mình nhá tình yêu nhá. Chia sẻ livestream mạnh tay giúp em ạ. Xả với giá là 230.000 một set ạ. 2 size S và M này. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên đơn hàng rồi. Chốt cho em là set vest chân váy cộng màu số điện thoại bên em lên hàng. Em không quan trọng các tình yêu là phải mua cho em. Bởi vì mọi người có thể là tham khảo. Mọi người tham khảo tất cả các nơi đi rồi em quay về đây. Nhưng em chỉ sợ lúc đấy là hết hàng rồi các tình yêu ạ. Nhưng thực sự là nhà em dám đảm bảo cam kết là chuẩn 1000% nhá tình yêu nhá. Không bao giờ nhà em treo đầu dây bán thịt chó hay là live stream một kiểu rồi gửi hàng một kiểu các tình yêu nhá. Nhanh cái đặt hàng giúp em xếp vét chân váy cộng màu số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Chuẩn luôn, em cảm ơn chị Hoàng, Nguyễn Triệu Minh, Thiện Minh này.
Đấy, những khách nào mà đã mua hàng bên em thì lên tiếng để cho các khách lạ có thể là tin đủ độ tin tưởng nhá. Xét gồm một chiếc vest và một chiếc chân váy ạ, à, sáng 230 tình yêu nhá. Có quần trong này và cực kỳ đứng dáng này. Xét vest này thực sự là em nói thật là có như mua bình thường bên ngoài thì rơi vào tầm hơn 1 triệu. Còn nhà em thì xả với giá là có 230 một set thôi. Em chỉ bán cho các chế nào chia sẻ livestream thôi. Em xả 230 một set ạ. Xét vest chân váy nào cộng màu số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Xét vest chân váy cộng màu số điện thoại để bên em lên đơn hàng nha. Em sẽ lên trắng nha. Dạ vâng, bên em đang lên đơn hàng cho các chị rồi ạ. Các chị chỉ cần để lại cho em mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại thôi. Và chiều cao cân nặng, mua cả người thì bán bao nhiêu em? Em á, tất cả các đơn hàng em đang lên đơn tự động rồi nha. Xếp vest chân váy cộng màu số điện thoại để bên em lên đơn hàng các tình yêu nhá. Trắng tình yêu nha. Đấy một nâu. Chia sẻ livestream này em sẽ lên xếp phép chân váy màu nâu này. À màu trắng này. Xem mét tới 60 cân cũng vừa đấy. Hơn 60 cân có con tán. Có 2 size SM chắc là nếu mà 55 cân thì mặc M rồi. Xét vét chân váy giúp em nào. Xả với giá là 230.000 một chia xét nha. Xét vét chân váy nha. Chia sẻ livestream này và nhanh tay là làm giúp em xếp vest chân váy ạ. À, em đang mặc size S chị Tông cắt nhá. Em mặc S ạ. À, siêu xinh luôn, có 3 màu, màu trắng, màu nâu và màu đen ạ. À, em đang mặc size S tình yêu ơi. Chia sẻ livestream giúp em và đặt hàng giúp em là xếp vest chân váy cộng màu của số điện thoại để bên em lên đơn hàng nhá. Size S và size M ạ. À, size lớn thì tầm 60 cân là mặc vừa ạ. À, từ 40 cân cho đến 60 cân đều có thể mặc vừa set này nhá. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên đơn tự động rồi đấy ạ. Nhanh tay là làm giúp em xếp vest chân váy cộng màu số điện thoại. Nhà em xả từ 1.2 triệu còn 230.000 một set ạ. Xả từ 1.2 triệu còn 230.000 một set vest này nhá. Xếp vest chân váy cộng màu cộng số điện thoại cộng chiều cao để bên em lên đơn hàng nhá. Hoặc là cộng size để bên em chốt đơn hàng ạ. Sẽ tư vấn cho các anh yêu mặc size gì nhá. Nếu mà các anh yêu không biết mặc size gì, có thể để lại cho em chiều cao cân nặng này, cộng màu, cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Xếp vest chân váy giúp em không mật đủ cú pháp để bên em chốt đơn hàng ạ. Xếp vest chân váy cộng màu số điện thoại nha, màu trắng, màu nâu và màu đen ạ. Ok, em sẽ lên áo dạ kẻ một lần nữa nha. Tất cả đơn hàng nhà em lên đơn tự động đấy ạ, không cần phải em ok cho ai cả. Bởi vì mọi người chỉ cần chốt để lại mã sản phẩm kèm số điện thoại thôi là bên em đã lên đơn hàng cho các tình yêu rồi. Em xin phép mặc lên cái áo dạ này nha. Mấy chị bảo em lên dạ, em sẽ lên áo dạ này. Dạ nhà em xả với giá là 180.000. Chế nào mà lấy em thì comment cho em là áo dạ cộng màu số điện thoại để bên em lên đơn hàng nhá. Siêu đẹp, siêu sang luôn. Xếp vest chân váy cộng màu số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Và áo dạ kẻ nhà em xả với giá là 180.000 một set ạ. À, một áo dạ. Tất cả các đơn hàng nhà em là lên đơn tự động tình yêu nhá. Em mặc xếp vest size S Yến Nguyễn ơi. Nào áo dạ kẻ này, áo dạ kẻ ai lấy không mình giúp em áo dạ kẻ này. Xả với giá là 180.000, siêu xinh siêu đẹp luôn. Xếp vest
chân máy đó, bên em đang lên đơn hàng rồi ạ, sáng 200 ạ. Áo dạ kẻ sáng 180 nhá, từ 40 cân cho đến 60 cân mặc vừa. 40 cân cho đến 60 cân mặc vừa áo dạ. Áo dạ khoác này thôi cũng rất là xinh rồi. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên thôi, tự động rồi các tình yêu nhá. Chỉ cần các tình yêu share và comment cho em đúng cú pháp thôi ạ. 51 cân mặc vừa chị ơi. Chân váy nhà em, xếp các chân váy nhà em thì có quần trong nhá. Xếp các chân váy nhà em thì có quần trong ạ. Và áo dạ của nhà em các tình yêu có thể khoác cũng đã đẹp rồi, không cần phải cài cúc nhá. Nếu mà chị nào mà sợ kiểu là sợ cài vào lộ bụng nhá, thì các tình yêu có thể vét khoác như này cũng đã đẹp rồi. Áo dạ nhà em sạc 180 này. Tình yêu nó mua áo dạ nhanh tay đặt hàng cho em nào. Áo dạ cộng số điện thoại, áo dạ dài nhá. Áo dạ dài cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Và xếp các chân váy cộng màu số điện thoại để bên em lên đơn hàng ạ. Chị ơi, xếp vét ạ, à. Mẫu áo này là chân xếp vét chân váy đấy ạ, à. Màu nâu ấy ạ, à, gồm một chân váy nữa ạ. Các tình yêu ai lấy áo dạ thì nhanh tay đặt hàng giúp em áo dạ kẻ cộng số điện thoại để bên em lên hàng. Với giá sản là 180.000, chỉ cần comment một lần duy nhất là bên em đã tự động lên đơn cho các tình yêu rồi. Áo dạ kẻ cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng nhá các tình yêu nha. Chia sẻ livestream cho em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân để các tình yêu có thể được giá ưu đãi mua áo dạ kẻ này với giá là 180.000 một chiếc ạ. À. Không dài đâu chị Hương baby ơi, mặc đẹp nhá, không dài hay không hề dài ạ. À. Dáng này phải dáng dài này, ai mặc nó mới đẹp. Siêu xinh luôn, đặt hàng nhanh tay giúp em. Áo dạ kẻ cộng số điện thoại là bên em đã tự động lên đơn cho các tình yêu rồi. Không cần phải comment quá nhiều lần đâu ạ. Áo dạ kẻ dài nhà em xả với giá là 180.000 nhá. Tất cả các đơn hàng nhà em là lên đơn tự động các tình yêu nhá. Ai lấy áo này comment giúp em áo dạ kẻ cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Chỉ cần comment giúp em dạ kẻ cộng số điện thoại thôi là tất cả các đơn hàng nhà các tình của các tình yêu được tự động lên đơn rồi đấy ạ. Dạ kẻ cộng số điện thoại xả 180.000 ạ. Và set vest chân váy nhà em xả với giá là 230.000 một set nha. Chỉ cần comment một lần duy nhất cộng với số điện thoại là các tình yêu đã có đơn ạ. Set vest chân váy giúp em nha. Có quần trong này hai size SM xả 230.000. Áo dạ kẻ các tình yêu nhá, 180.000 này. Và áo dạ cộng nhà em cũng xả 180.000 luôn. Áo dạ ngọc ạ. Áo dạ ngọc này cũng xả 180.000 luôn, dạ cộng nhá, đang hit hot đấy ạ. Áo dạ này đang hit hot lắm nè. Đó. Cũng xả 180.000 luôn tình yêu nhá. Áo dạ cộng này cũng xả 180.000 luôn, đang hit hot dã man đây các tình yêu ạ, đang làm mưa làm gió trên thị trường đây ạ. Chào mọi người nha, chúc cho em là áo dạ cộc giúp em, hoặc là áo dạ ngọc hoặc áo dạ cộc giúp em xả 180.000 siêu xinh luôn. Áo dạ ngọc hoặc là áo dạ cộc giúp em có 4 viên ngọc. Em gọi là áo dạ ngọc xả 180.000 nhá. Áo kẻ này cũng xả 180.000 luôn, áo dạ xẻ dài kẻ này cũng 180.000 luôn tình yêu ơi. Siêu đẹp luôn, còn xếp ép chân váy xả với giá là 230.000 một set ạ. Siêu xinh tình yêu nhá. Có ạ, 62 cân vừa chị nhá. Chị Sen Thúy ơi vừa nhá. Nào, áo dạ cộc giúp em. Áo dạ cộc nhà em xả với giá là 180.000 luôn ạ, 180.000 luôn nhá. Xả luôn 180.000 cùng luôn này, siêu xinh luôn. Dạ cộc giúp em xả 180 này, áo dạ cộc hoặc là áo dạ ngọc nhá. Áo dạ cộc hoặc áo dạ ngọc giúp em 60 cân mặc vừa chị ơi, 60 cân mặc vừa đấy ạ. Áo dạ ngọc hoặc áo dạ cộc giúp em, nhanh tay đặt hàng giúp em cộng số điện thoại để bên em tự động lên đơn hàng với giá xả là 180.000 tình yêu ơi. Mua cả hai về áo dạ mới có giá là 360 thôi, quá là rẻ luôn các tình yêu đúng không ạ? 180.000 một em dạ cộc và 180.000 một em dạ dài này này. Mua cả hai cái luôn tình yêu nhá, bởi vì nó màu nào cũng đẹp. Mẫu nào cũng đẹp luôn. Tất cả các đơn hàng bên em nhà em đang lên tự động dưới ạ. Áo dạ cộc giúp em với giá xả là 180.000 ạ. Bên em đang lên đơn tự động cho các chế rồi nha. Siêu xinh, siêu đẹp luôn. Xếp vét quần có size chị ơi, có size 60 cân nhá. Mặc size M giúp em là từ tầm 55 cân, à tầm 52 cân cho đến 60 cân đấy ạ. Chất thì chất co giãn nhiều, rất là xinh ạ. Chất co giãn nhiều, rất là xinh nhá. Và áo dạ cộc còn ai chưa đặt thì nhanh tay đặt giúp em là áo dạ cộc này. Xả 180.000, chỉ có không một lần duy nhất kèm số điện thoại là các tình yêu đã tự động có đơn hàng rồi. Áo khoác em mặc, ai lấy áo khoác em mặc thì comment cho em là áo dạ cộc nhá. Hoặc là áo dạ ngọc ạ, siêu xinh luôn, có 4 viên ngọc này. Rất là xinh luôn, dạ thì dày dặn nhá. Dạ dày dặn và đẹp cực kỳ ạ. Hàng siêu xinh luôn ạ. Đó nhá. Siêu xinh luôn. Rất là tiểu thư, rất là xinh luôn ạ. Em lên dạ dài nhá, em lên lại dạ dài một lần nữa. Và sau đó em sẽ lại qua set vest nhá. Chân váy dài nhá, à chân váy nhá. Thank you.
áo dạ dài này. Sao đấy anh? Anh sang cái shop bên kia thôi ạ, đối diện. Chốt cho em áo dạ dài, áo dạ kẻ này, xả 180 luôn cho Thế Nào Chia Sẻ livestream luôn. Ok, xin lên chuẩn bị lên spec lâu nha, chuẩn bị lên spec lâu tình yêu nhá, siêu đẹp luôn. Áo dạ kẻ giúp em ạ, 180.000. Xong sau đó thì sẽ lên ghép quần sau tình yêu nhá. Bởi vì là ghép quần like cả buổi lúc like đầu rồi ạ. Like tầm 30 phút đầu rồi. Rất là nổ luôn. Áo dạ em đang mặc xả 180 tình yêu ơi, 180.000 áo dạ em đang mặc nhá. Tất cả các đơn hàng nhà em đã lên tự động rồi, mọi người không cần phải comment quá nhiều lần đâu ạ. Ai lấy áo dạ này comment cho em là dạ kẻ cộng số điện thoại, hoặc là dạ ngọc cộng số điện thoại. Dạ ngọc đây ạ, dạ ngọc 180 và dạ kẻ cũng là 180.000 luôn, siêu xinh luôn, siêu xinh và siêu sang nhá. Em quay cận cảnh này, em quay cận cảnh em dạ ngọc của nhà em nhá, siêu đẹp luôn đấy các tình yêu ạ. Có cái tang anh yêu gắn vào đây cũng rất là xinh này đấy, thấy chưa ạ. Dạ ngắn nhà em đấy ạ, dạ ngắn nhà em siêu đẹp luôn, xả 180.000, chất dày dặn và đẹp nhá, có viên ngọc rất là đẹp này đấy. Và dạ dài của nhà em đây ạ, dạ kẻ dài nhà em đây ạ, siêu đẹp luôn. Dạ kẻ dài cũng xả 180 luôn. Các tình yêu ơi, nhà các tình yêu chốt đơn thì nhớ để lại số điện thoại giúp em nhá. Dạ kẻ dài giúp em ạ, dạ kẻ này, dạ kẻ cộng số điện thoại để bên em lên hàng, xả 180.000 ạ. Cho tình yêu nào nhanh tay đặt hàng giúp em. Dạ ngọc cộng một số điện thoại là bên em sẽ tự động lên đơn hàng. Và dạ dài cộng số điện thoại là bên em đã tự động lên đơn hàng rồi, không cần phải comment quá nhiều lần. Chị Thư Tún và chị xin Hồng cho em số điện thoại đi ạ. Trên cùng một dòng giúp em dạ ngắn cộng số điện thoại hoặc dạ ngọc cộng số điện thoại nhá. Và dạ dài cộng số điện thoại bên em sẽ tự động lên đơn, không cần phải comment quá nhiều lần các tình yêu nhá. Và bây giờ em xin phép qua xếp vét ạ. Em xin phép là quay lại với xếp vét chân váy nhá. Xếp vét chân váy trắng này siêu đẹp luôn. Dạ ngọc từ 40 cân cho đến 60 cân đều có thể mặc vừa. Chân váy xếp ly trắng này của nhà em là kèm với cái áo này chị ạ. Chân váy của em là kèm với cái áo này chị nhá. Chân váy trắng của em là kèm với áo này là cả một set 230.000 ạ. Một set vét 230.000 ạ. Chân váy trắng nhá, kèm với là một chiếc áo vest này và 230.000 một set, có 3 màu, màu nâu, màu đen và màu trắng. Tất cả các đơn hàng nhà em đã đăng lên tương tự đồng rồi, mọi người không cần phải spam comment hay comment quá nhiều đâu, bởi vì mọi người là chỉ cần để lại cho em số điện thoại kèm mã sản phẩm là mọi người đã được tự động lên đơn rồi ạ. Và các tình yêu nào mà không thấy bên em gọi điện chốt đơn thì các tình yêu nhớ inbox trực tiếp đến Facebook Nguyễn Trâm Anh của nhà em nhá, để bên em có thể chốt lại đơn cho các tình yêu nhá. Chị Linh Tiến này, em Minh Tiến này, em like nãy giờ rồi nhá, ký cho chị xem lại like giúp em, hoặc là like xem lại like hôm qua ấy. Like hôm qua nhà em cũng đã like rồi. Xếp vét này là chân xếp vét này là cái chất của nó là chất chuyên sản xuất vét cao cấp nhá. Hàng đứng dáng siêu đẹp và không nhăn nhá, hiểu nhá. Đứng dáng siêu đẹp, không nhăn, không nhầu, không xù nhá. Siêu đẹp luôn, là chất chuyên sản xuất vét cao cấp ạ. Chất có giãn và ai cũng có thể mặc vừa. Hai size SM nhá, xếp vét của nhà em có hai size SM, có 3 màu, màu nâu, màu trắng và màu đen. Và các nhiêu đặt hàng nhanh lên ạ. Và sau đó thì em xin phép là chuẩn bị qua màu nhá. Giá của xếp vét này từ 1.2 triệu sale còn 230.000 một set tình yêu nhá. Nhanh tay đặt hàng giúp em đi ạ. Nhanh tay đặt hàng giúp em nha. Xếp vét này, xếp vét chân váy cộng màu số điện thoại để bên em lên đơn hàng nhá. Chia sẻ live stream và đặt hàng giúp em ạ. Xếp vét chân váy cộng màu số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Nhanh tay đặt hàng giúp em nhà, xếp vét chân váy cộng màu điện thoại để bên em lên hàng với giá xả là 230.000 một set ạ. À, em 50 cân mặc size S thôi em chị Linh Ngọc nhá, 50 cân có thể mặc vừa S ạ. Hai size SM mà từ tầm 50 cân đổ lên thì mặc size M giúp em. Mặc 50 cân nói chung là 50 cân mặc S là cũng đẹp rồi, bởi vì thực ra chất những cái xếp vét này chất nó co giãn thì ai cũng có thể mặc vừa nhá. Em xin phép là lên màu nâu tình yêu nhá. Xếp vét chân váy cộng màu số điện thoại và kèm cho em chiều cao cân nặng. Nếu mà không thì các tình yêu có thể kèm cho em luôn size nhá. Đầu đôi giày em đang đi lại không bán thôi tình yêu ơi. Nhanh tay đặt hàng giúp em các tình yêu nhá. Xếp vét chân váy ạ. Trời ơi, xong sau đó thì em sẽ qua xếp vét quần dài nhá. Bởi vì hôm nay thì quá cái mẫu nào cũng rất là đẹp mà mặc thì lại cũng rất là lâu rồi thì cũng sợ là không còn hàng để trả khách ạ. Cho nên các tình yêu đặt hàng nhanh giúp em nhá. Em lên cái chân váy của cái mẫu này nhá. Thôi em xin phép là mặc luôn ra ngoài đây, bởi vì em rất là lười vào thay đồ. Em toàn là chắc vá mặc luôn trên live, thành ra nhiều khi là nếu mà lên mẫu cũng không được đẹp lắm, nhưng mà lên được hình là tốt rồi.
Em mặc luôn nhá. Tình yêu ơi, em lại không bán riêng chân váy rồi, bởi vì đây là nó đi của set vest này, em không bán được riêng được nhá. Nếu mà chị muốn mua riêng thì nó cũng phải cao cao một giá, thì nó cũng em cũng không biết bán bao nhiêu cả, bởi vì là còn thừa cái áo thì em cũng chả biết bán cho ai. Đó nha. Set vest chân váy đây ạ. Mặc hai chân váy hình như nó hơi buồn cười. Thôi kệ đi. Set vest chân váy cộng màu số điện thoại để bên em lên đơn hàng với giá xả là 230.000 một set ạ. À. Màu nào cũng đẹp luôn. Có 3 màu, màu đen, màu nâu và màu trắng nhá. Set vest chân váy màu trắng quá là xinh luôn. À màu nâu quá là xinh luôn này. Màu nâu rất là sang các tình yêu ạ. À. Màu nâu rất là sang luôn. Set vest chân váy nâu giúp em. Trời ơi siêu xinh luôn các tình yêu nhá. Siêu xinh luôn. Xếp phép chân váy nâu trắng đen ạ, 3 màu. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sang luôn. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên đơn tự động cho các tình yêu rồi nhá. Các tình yêu chỉ cần để lại cho em màu kèm size kèm số điện thoại, hoặc màu kèm chiều các đơn hàng của số điện thoại thôi ạ. Xếp phép chân váy màu nâu giúp em nào siêu xinh luôn này. Có hai size S và size M, từ 40 cân cho đến 60 cân đều có thể mặc vừa nhá. Chị Lộc có mua áo gì chị Lộc Cọc ơi? Dạ ngắn em xả 180 tình yêu ơi, xả ngắn xả 188 nhá. Chị Sang Hỏa Tiến ơi, chị Sang Hỏa Tiến gọi lại cho bên em nhé. Thật sự là bên em thì một ngày chốt đơn like rất là nhiều, cho nên em không thể là có thể là tìm ra được chị ở đâu, chỗ nào, để đoạn nào mà để gọi chốt nhá. Thì chị phải thông cảm, chị gọi trực tiếp đến hotline nhà em giúp em nhá. Một ngày thì nhà em chốt rất là nhiều đơn, tầm mấy trăm đơn, cho nên là có thể là bị khi mà đã gọi qua rồi mà lúc gọi lại mà chị vẫn không nghe thì bên em cũng rất là khó ạ. Thì để mà kiểm tra lại mà gọi cho chị thì rất là khó, cho nên là chị gọi trực tiếp đến bên cho em, bên em cho em nhá. Xếp vest chân váy màu nâu, màu đen và màu trắng ạ. Màu nào cũng đẹp luôn. Nâu, đen, trắng, màu nào cũng đẹp, giả với giá là 230.000 một set thôi ạ. Nhanh đây là hàng giúp em xếp vest chân váy cộng màu, cộng số điện thoại, cộng chiều các cân nặng giúp em để bên em có thể tư vấn cho các tình yêu mặc size gì nhá. À, chị ơi từ 40 cân cho đến 60 cân đều có thể mặc vừa. Siêu xinh luôn các tình yêu nhá. Siêu xinh luôn ạ. Xếp vest chân váy cộng màu, số điện thoại để bên em lên đơn hàng với giá xả là 230.000 một set ạ. Có quần trong tình yêu nhá. Tất cả các set vest chân váy bên em đang lên đơn rồi ạ. Set vest chân váy cộng màu số điện thoại để bên em lên đơn hàng với giá xả là 230.000 một set ạ. Chia sẻ là nhanh tay giúp em và chốt cho em là set vest chân váy cộng màu số điện thoại để bên em lên đơn hàng với giá xả là 230.000 một set vest chân váy này. Siêu xinh này các tình yêu nhá. Có màu nâu, màu đen và màu trắng ạ. Nhanh tay là hàng giúp em nào, em chỉ mặc đúng tầm 1 phút nữa thôi ạ. 1 đến 2 phút cuối cùng để cho các tình yêu đặt hàng và em xin phép chuẩn bị kết thúc livestream nhá tình yêu nhá. Có set vest quần dài tình yêu ạ, em mặc lúc ngay lúc đầu đấy ạ. Tí yêu có tí nữa em chuẩn bị kết thúc livestream thì tình yêu vào xem lại like giúp em nhá. Các đơn hàng nhà em đang lên cho đơn hàng cho các tình yêu rồi, chỉ cần comment một lần duy nhất set vest chân váy cộng màu cộng số điện thoại cộng size là bên em sẽ lên đơn hàng, hoặc set vest chân váy cộng màu chiều các cân nặng là các đơn hàng của các tình yêu đã được tự động lên đơn hàng rồi ạ. Set vest chân váy màu nâu sang quá luôn tình yêu ạ, em thấy rất là sang và lịch sự đấy ạ. Màu nâu, màu trắng và màu đen giúp em 3 màu nhá. Nâu, trắng, đen đều xả với giá là 230.000 một set ạ. Ơi yêu nhá, nãy giờ thật sự là mấy cái mẫu này quá là nổ luôn, quá là đẹp. Không mua thì quá là đáng tiếc đấy ạ. Tình yêu ơi, nhanh tay đặt hàng giúp em nhá. Chia sẻ livestream giúp em và đặt hàng giúp em là set vest chân váy có 2 size SM chị Thu Hương nhá. Có 2 size SM ạ. Em cho các tình yêu em xin phép là chỉ đổi đúng 30 giây nữa để các tình yêu đặt nốt thôi ạ. Xem vest nâu có quần dài chị nhá. Lấy em like ở ngay đầu like thì sau cái livestream em tắt này thì tình yêu có thể xem lại livestream giúp em nhá. Chân váy dạ dời không có thôi chị ạ.
Mọi người ơi, chốt cho em là set các chân váy nhá. Có màu nâu, màu trắng và màu đen. Nhà em xả với giá là 230.000 một set. Tất cả các đơn hàng nhà em là tự động lên đơn. Mọi người chỉ cần comment đúng cú pháp cộng màu, cộng số điện thoại, hoặc cộng chiều qua cân nặng, hoặc cộng size thôi, là bên em sẽ tự động lên đơn hàng cho các tình yêu rồi. Cái đai này của nhà em có bán rời nhá, 100.000 một đai này ạ. Áo dạ ghi ngắn, ok, áo dạ ghi ngọc bên em chốt rồi ạ. Rất là siêu xinh luôn tình yêu nhá, siêu xinh luôn. Siêu xinh luôn, các tình yêu có thể cắt khuyết và cài vào như này cũng rất là xinh này. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh. Mọi người chỉ cần comment một lần duy nhất set vest chân váy cộng màu cộng số điện thoại là bên em sẽ lên đơn hàng cho các tình yêu rồi ạ. Có hai size S và size M. Size nào màu chất thì chất co giãn cho nên ạ. Mọi người chỉ cần chốt một lần thôi ạ, chốt một lần giúp em set vest chân váy cộng màu cộng số điện thoại là bên em tự động lên đơn hàng rồi ạ. Siêu xinh, siêu đẹp luôn, màu nào cũng đẹp nhá. Dạ vâng ạ. À, chị Pi Zumi ơi, sau khi em kết thúc livestream ở đây thì chị vào xem lại chính cái livestream này của em thì các tình yêu sẽ thấy là em đã like tất cả các set vest quần dài, quần ngắn rồi ạ. À, quần dài và chân váy rồi ạ. Mọi người ơi, em đã cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ em và đã theo dõi live của em đến bây giờ nhá. Em xin phép kết thúc livestream ở đây và hẹn các tình yêu vào buổi live sau của em. Mọi người nhá, xin phép kết thúc livestream ở đây ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bên em nha. Cảm ơn các chị rất là nhiều đấy ạ. Thật sự là em rất cảm ơn mọi người. À, em xin phép kết thúc livestream ở đây nhá. Bye bye các tình yêu nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ bên em nhá. Ok, chốt đốt cho chị Lương Hoàng Ngân một chiếc dạng ngắn ạ. Cả các đơn hàng nhà em là được tự động lên đơn cho nên mọi người yên tâm. Là mọi người chỉ cần để lại cho em mã sản phẩm kèm số điện thoại thôi là mọi người có đơn. Và set vest này có quần trong tình yêu nhá, mặc rất là thoải mái ạ.